Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Mời quý vị cùng đến với những phân tích tình hình chính trị, kinh tế thế giới, cập nhật tin tức quốc tế, quân sự, an ninh thế giới mới nhất 24 giờ cùng với kênh tin tức Việt. Sau đây sẽ là mục điểm tim Ukraine bị tấn công dữ dội mới ở Donetsk, Nga lại dội tên lửa xuống quê hương của ông Zelensky. Sát thủ khiến pháo tự hành Ukraine tuyệt chủng. Nga phát triển súng chống UAV hiệu suất cao, Liên Hợp Quốc FIT cảnh báo tác động của căng thẳng địa chính trị. Ukraine đang phải đối mặt với một cuộc tấn công mới của Nga vào thành phố Adika ở tỉnh Donetsk. Phía đông nước này, các quan chức quân sự cấp cao cảnh báo Ukraine bị tấn công dữ dội mới ở Donetsk, Nga lại dội tên lửa xuống quê hương của ông Zelensky. Lực lượng Nga đã tấn công dữ dội thành phố tiền tuyến Adika ở khu vực Donetsk bị Nga kiểm soát một phần vào tuần trước, nhưng các cuộc pháo kích đã giảm dần trong vài ngày qua. Theo các nhà phân tích, Ukraine dường như đã đẩy lùi những bước tiến ban đầu của Nga, phá hủy hàng chục xe bọc thép. Tuy nhiên, Oleksandr Stupun, phát ngôn viên của nhóm lực lượng miền Nam Ukraine, nói với đài truyền hình quốc gia rằng hiện nay áp lực liên tục đè lên Adika, quân Nga tập hợp lại và tiến hành các cuộc tấn công mới ở đó. Ông Stupun nói, Adika nằm cách thành phố Donetsk do Moscow kiểm soát 15 km. Thành phố Donetsk là thủ phủ của vùng cùng tên mà Nga tuyên bố sát nhập vào tháng 9 năm ngoái. Tướng Valery Jaluni, tổng tư lệnh Ukraine cho biết, đối phương không ngừng nỗ lực xuyên thủng hàng phòng thủ của chúng tôi và bao vây Adika. Nó được đưa ra khi Bộ Quốc phòng Nga vào hôm thứ Sáu cho biết họ đã ngăn cản nỗ lực của quân đội Ukraine nhằm thiết lập một chỗ đứng vững chắc trên bờ sông Dnipro do Nga kiểm soát ở miền nam Ukraine. Các lực lượng Nga và Ukraine kiểm soát hai phía đối diện của con sông rộng lớn ở vùng Kherson trong gần một năm, sau khi Nga rút quân khỏi bờ phải phía tây của con sông vào tháng 11 năm ngoái đối phương Ukraine đã tiến hành một số nỗ lực không thành công nhằm thiết lập chỗ đứng trên các đảo và bờ trái phía đông của sông Dnipro, Bộ Quốc phòng Nga cho biết vào hôm thứ Sáu trong cuộc họp báo hàng ngày. Trong một động thái liên quan, Nga bị Ukraine tố ném bom các khu dân cư ở các thành phố Ukraine vào ngày 20 tháng 10, bao gồm Karivirit, quê hương của Tổng thống Zelensky. Theo người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự tỉnh Dnipropetrovsk, ông Serhiy Lysak, một tên lửa của Nga đã bắn trúng khu dân cư ở Kariviris, thuộc tỉnh Dnipropetrovsk, đông nam Ukraine. Theo ông Serhiy Lysak, một người đàn ông 60 tuổi đã thiệt mạng và một phụ nữ 57 tuổi bị thương do mảnh đạn sau vụ tấn công. Người phụ nữ bị thương đã được đưa tới bệnh viện trong tình trạng bị thương nghiêm trọng. Theo người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự tỉnh Dnipropetrovsk, cuộc tấn công tên lửa của Nga đã gây ra hỏa hoạn, nhưng lực lượng cứu hộ đã dập tắt được. Karibirit là quê hương của Tổng thống Ukraine Zelensky và Nga thường xuyên nhắm mục tiêu vào thành phố này cũng như các thành phố khác của Ukraine sát thủ khiến pháo tự hành Ukraine tuyệt chủng. UAV Kamikaze thế hệ mới Lancet 3 của Nga có thể gây ra tới 64% tổn thất về pháo tự hành, khiến Ukraine gặp nhiều khó khăn trên chiến trường. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga về lĩnh vực phòng không, trong 10 ngày qua, các đơn vị của lực lượng vũ trang Nga đã tiêu diệt được ít nhất 4 pháo tự hành Kesa 155mm của lực lượng vũ trang Ukraine do đối tác Pháp chuyển giao, tổng số 24 xe và Đan Mạch 19 xe. Tất cả số pháo đặt trên xe bánh lúc này đều bị đánh trúng bởi phiên bản mới của loại đạn bay làng vàng, tên gọi khác là UAV Kamikaze của Nga, với tầm bắn khoảng 70 km, là phiên bản Lancet 3. Cần lưu ý rằng các phiên bản trước của Lancet không diệt được pháo tự hành của phương Tây, vì cả pháo Kesa và UAV Kamikaze Lancet 3 đều có cùng phạm vi tấn công là 40 km. Do đó, UAV Nga đã hết tầm bay khi đạt tới cự ly bắn an toàn của pháo loại pháo đặt trên xe cơ động của Pháp cũng có một số điểm khuyết rất đáng kể, đó là khả năng cơ động địa hình kém, mức độ bảo vệ khỏi hỏa lực của đối phương thấp và lượng đạn dược nhỏ cũng như những khó khăn đáng kể trong việc sửa chữa. Với những nhược điểm trên, lực lượng pháo binh của quân đội Ukraine cố gắng bắn pháo ở khoảng cách tối đa, do đó các cuộc gặp gỡ giữa Kesa và Lancet là rất hiếm. Giờ đây, loại pháo tự hành công kênh này đã trở nên khó che giấu trước các UAV trinh sát Nga và dễ bị tấn công hơn nhiều khi tầm bay của UAV Kamikaze đã được nâng lên tới 70 km với việc các loại trang thiết bị của Ukraine bị nhiều loại vũ khí khác nhau của Nga tấn công, không rõ hiện còn giữ được bao nhiêu khẩu keza trong số 43 xe pháo tự hành loại này đã được chuyển giao. Theo Los Amor, tính đến ngày 3 tháng 10, có khoảng 667 video về đòn tấn công của Lancet. Trong số này xác định được 210 UAV đã phá hủy hoàn toàn mục tiêu, chiếm 31%, 335 UAV gây hư hại cho mục tiêu, chiếm 53%. 48 UAV trượt mục tiêu chiếm 7% và 52 trường hợp không rõ chiếm 7%. 25 mục tiêu của UAV trong số trên là xe tăng và thiết giáp hạng nhẹ, trong đó có ít nhất một xe tăng Leopard 2 do Đức cung cấp cho Ukraine. Giá của một chiếc xe tăng Leopard 2 này là 11 triệu USD, tương đương với giá của 300 chiếc UAV Lancet cộng lại. 15% số mục tiêu có giá trị rất cao, đó là các bệ phóng tên lửa phòng không và hệ thống radar chiến thuật của Ukraine. Khi Lancet phá hủy thành công các mục tiêu này, Nga có điều kiện triển khai ưu thế trên không, thông qua máy bay trực thăng và máy bay cường kích. Theo thống kê của Los Amo, Lancet đã đánh trúng 142 khẩu pháo tự hành các loại, 170 khẩu súng hạng nặng bao gồm súng cối. Một số liệu khác do nhóm phân tích nguồn mở Oryx chỉ ra, có tới 222 pháo tự hành của lực lượng vũ trang Ukraine bị phá hủy hoặc hư hại. Như vậy, lan xét có thể gây ra tới 64% tổn thất về pháo tự hành của AFU. Như vậy, chỉ mình UAV lan đã khiến lực lượng pháo binh của Ukraine thiệt hại nặng nề, khiến loại máy bay không người lái cảm tử của Nga trở thành một sát thủ nguy hiểm nhất trên chiến trường. Nga phát triển súng chống UAV hiệu suất cao. Công ty Kaysan của Nga đã tạo ra một loại súng chống máy bay không người lái UAV có khả năng áp chế tới 90% UAV do quân đội Ukraine sử dụng. Chúng tôi đã sản xuất một loại súng chống máy bay không người lái UAV phù hợp với tất cả người dân bình thường, dưới dạng một khẩu súng có thể đeo trên vai. Sản phẩm hoạt động ở 7 giải tần và có khả năng áp chế UAV với tỷ lệ tương đối cao. Lên tới 90% số UAV mà đối phương sử dụng trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt. Chúng có thể bao gồm cả UAV thương mại, UAV cánh cố định và UAV FPV. Đại diện của công ty Kaysan cho hay, 7 giải tần là mục tiêu tối đa hiện có cho đến nay có những mặt hàng ở nước ngoài, ví dụ như từ Trung Quốc, đang hoạt động ở giải tần lớn hơn, nhưng cho đến nay vẫn chưa có mặt ở thị trường Nga. Đây là 7 giải tần mà phần lớn UAV sử dụng. Chắc chắn có những UAV hoạt động ở giải tần khác và cũng có nhiều thiết bị khác đang được chế tạo để ngăn chặn chúng. Chúng tôi không thể nói rằng chúng tôi có thể ngăn chặn 100% UAV, nhưng tỷ lệ áp chế được chúng là tương đối lớn. Công ty Kaysan cho biết thêm. Trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, UAV đã chứng minh là một vũ khí mạnh mẽ, khó ngăn chặn và hiệu quả về chi phí trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm và tiêu diệt mục tiêu, đồng thời có thể làm lung lay quyết tâm của binh lính. UAV hoạt động chính xác, kích thước nhỏ, có thể tấn công mục tiêu với số lượng tương đối lớn và điều quan trọng nhất là chi phí sản xuất thấp. Sự phổ biến của UAV trong xung đột cũng thúc đẩy các bên tìm ra giải pháp đối phó với chúng. Liên Hợp Quốc, FIT cảnh báo tác động của căng thẳng địa chính trị Kỷ nguyên mới được đánh dấu bằng sự chia rẽ ngày một sâu sắc và các căng thẳng địa chính trị hiện nay đang ở mức cao nhất trong nhiều thập niên. Ông Khalid Khari, trợ lý của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc phụ trách khu vực Trung Đông, Châu Á và Thái Bình Dương, cảnh báo tác động của căng thẳng địa chính trị trên phạm vi toàn cầu trong bối cảnh trật tự thế giới đang trải qua quá trình thay đổi. Phát biểu tại cuộc tranh luận cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về đóng góp của các thỏa thuận khu vực, tiểu vùng và song phương đối với việc ngăn chặn và giải quyết hòa bình các tranh chấp, Ông Khiari nhấn mạnh, thế giới đã bước sang một kỷ nguyên mới, thời kỳ hậu chiến tranh lạnh đã kết thúc và quá trình chuyển đổi sang một trật tự toàn cầu mới đang diễn ra. Ông Khiari cho biết, lịch sử cho thấy các giai đoạn chuyển đổi thường đi kèm với những rủi ro ngày càng tăng. Kỷ nguyên mới được đánh dấu bằng sự chia rẽ ngày một sâu sắc và các căng thẳng địa chính trị hiện đang ở mức cao nhất trong nhiều thập niên. Cạnh tranh giữa các nước đang ngày càng thách thức những ranh giới được đặt ra trong hiến trương Liên Hiệp Quốc quan chức liên hiệp quốc cho rằng việc mất niềm tin và nguy cơ leo thang căng thẳng đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực trên thế giới trong khi đó nhiều nước tỏ ra bất bình khi các cam kết không được đáp ứng và tiêu chuẩn kép khi xung đột địa chính trị và thách thức đối với các chuẩn mực quốc tế ngày một tăng việc đàm phán nhằm giải quyết xung đột ngày càng khó đạt được hơn điều đáng buồn là việc theo đuổi các giải pháp quân sự là đặc điểm nổi bật của các cuộc xung đột gần đây trong đó dân thường phải gánh chịu thiệt hại nặng nề cũng theo ông Khiari, việc giảm các khuôn khổ kiểm soát vũ khí cũng như xử lý khủng hoảng trên toàn cầu và khu vực càng làm tăng nguy cơ xảy ra bế tắc nguy hiểm, tính toán sai lầm và căng thẳng leo thang. Tại một số khu vực, chính trị toàn cầu phân cực phản ánh qua việc xóa bỏ các nỗ lực hội nhập từng góp phần ổn định khu vực trong nhiều thập niên. Quan chức Liên hiệp quốc nêu rõ tình hình nguy hiểm và leo thang căng thẳng giữa Israel và Hamas là lời nhắc nhở về nhu cầu cấp thiết phải chấm dứt bạo lực, thiết lập lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức và mở đường đàm phán hướng tới giải pháp chính trị toàn diện, lâu dài và công bằng. Ông Khiri cảnh báo, thiếu vắng việc đàm phán về giải pháp hai nhà nước, có thể đẩy vòng xoáy bạo lực này lan ra toàn khu vực trong nhiều năm và nhiều thế hệ tới. Ông Khiari nhắc lại chương 6 của Hiến chương Liên hiệp Quốc quy định rõ tất cả các nước cần dựa vào các biện pháp hòa bình, đây được coi là lựa chọn đầu tiên trong giải quyết các tranh chấp. Trong bối cảnh hiện nay, ông cho rằng việc tuân thủ các nguyên tắc được nêu trong Hiến chương Liên hiệp Quốc vẫn là điều kiện tiên quyết thiết yếu và nghĩa vụ chung của các nước theo luật pháp quốc tế là ngăn chặn và giải quyết xung đột vũ trang. Các khuôn khổ và thể chế khu vực đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng lòng tin và hạ nhiệt căng thẳng. Bản tin thời sự quốc tế đã tạm khép lại tại đây. Quý vị cũng đừng quên chúng tôi vẫn luôn cập nhật liên tục tin tức mới trong suốt 24 giờ. Hãy bấm đăng ký kênh và bật biểu tượng hình chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.